Dạ vâng, và lời đầu tiên em Phong xin chào tất cả các bác đam mê âm thanh đã đến với video giới thiệu sản phẩm của em. Thì hôm nay em Phong sẽ giới thiệu cho tất cả các bác đây một mẫu loa chép rời vỏ được bên em từ thiết kế làm lên của Pioneer các bác nhá. Củ loa này của Pioneer thì được bên em dàn dựng vỏ lên tròn lên rất là đẹp. Loại loa chép này thì có thể tăng giải chép cho nhà mình, tăng giải chép trang trí cho dàn âm thanh của nhà mình rất là tốt, rất là hay các bác nhá. Thì dàn này thì được bên em đấu ghép bên trong này là có một cái tụ, bên em lắp tụ xịn vào trong này cho tất cả các bác. Một cái bên trái của em đây là đôi chép đôm các bác nhá, đôm lụa. Bên trong đây là bên em lắp củ đôm lụa vào. Thì dòng này chỉ nghe nhạc thôi các bác nhá, không hát karaoke được. Còn bên phải của các bác nhìn thấy đây là một mẫu loa chép kèn, hậu kèn các bác nhá, đầu đạn. Thì dòng này có thể hát karaoke và nghe nhạc được các bác nhá. Thì em đi sâu vào con loa chép này một xíu các bác nhá. Chiều cao của nó đây, chiều cao của nó là 15 cm các bác nhá. Chiều cao của nó là 15 cm ạ. Và chiều rộng của nó là 13.5 các bác nhá, 13.5. Và chiều dài của nó là 18.5 các bác nhá, 18.5 cm. Thì ở đằng sau này thì bên em có thiết kế một cọc loa cho tất cả các bác, vì các bác có thể đấu mỏ chim bắp chuối có thể được đều được các bác nhá. Mỏ chim bắp chuối có thể đấu sẵn vào dây rất là tốt, rất là tiện lợi. Dòng này các đầu chạm loa mới như này thì bên em rất là tiện lợi mang về cho tất cả các bác. Thì em sẽ test một đoạn loa chép đôm trước các bác nhá. Thì cho bác thẩm âm nghe trước một đôi loa chép đôm này trước, sau đó em sẽ test con hậu kèn này. Con hậu kèn này thì có thể hát karaoke được, thì em sẽ test con loa chép đôm này trước các bác nhá. Thì em đang test đây là một đôi loa chép đôm màng lụa các bác nhá. Con này chỉ chuyên nghe nhạc thôi, các bác lưu ý giúp em, con này chỉ chuyên nghe nhạc thôi, không hát karaoke được. Nghe xong đôi đôm màng lụa này thì bên em bây giờ em sẽ cho bác test video thẩm âm của con chép kèn các bác nhá. Đây em lắp vào sọ đít đây con đôi chép kèn. Ok đây. Em test con đầu đạn này các bác nhá. Em sẽ test con đầu đạn này. Loại đầu đạn này thì có thể hát karaoke và nghe nhạc được các bác nhá. Chỉ có đôm là nghe nhạc được thôi. Còn loại đầu đạn này thì có thể karaoke và nghe nhạc được các bác nhá.
Vâng, thì em vừa test xong con đầu đạn này. Thì dòng này thì về trang trí cho dàn âm thanh của nhà mình rất là hay các bạn nhé, rất là đẹp, giải lên rất là cao, âm rất là tươi sáng mịn các bạn nhé. Thì em báo giá công khai luôn, đôi màng lụa này thì bên em đang bán là 1 triệu, bên em bao ship các bạn nhé. Và đôi hậu kè này thì bên em cũng bán 1 triệu, bao ship cho tất cả các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mẫu này thì bên em sẽ bảo hành cho tất cả các bác là 12 tháng lỗi đổi mới luôn các bác nhé. Lỗi đổi mới luôn. Nếu mà bác nào ở gần cửa hàng thì có thể qua cửa hàng bên em test thử, nghe thử, chia sẻ với nhau về âm thanh các bác nhé. Có thể nghe thẩm âm qua đây chơi video, chơi nhạc với em. Thì bác nào có thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp cho em để số điện thoại ở dưới phần mô tả. Hoặc có gì cần tư vấn thì có thể tư vấn liên hệ cho em. Hoặc cần tư vấn thì các bác có thể để lại số điện thoại ở dưới phần mô tả, thì em sẽ liên hệ lại trực tiếp cho tất cả các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm video của em.